họ bảo cái này là combo bà, là cái kiểu cách hồi xưa người ta săn thì có cái hồ, xong rồi họ xây cái chỗ đường nước vô, rồi họ làm cái chỗ giống như cái đường nó càng ngày nó càng nhỏ rồi. Thì họ đứng họ chờ ngoài này để họ bắt vịt, thì họ mới lùa vịt đi vô từ cái hồ đi vô đây. Đó, đi theo vô, xong họ đứng ngoài này họ chờ. Và những người ta này người ta bắt đầu bắt vịt tại đây. Hoặc là họ dùng chim ưng để họ đi bắt vịt. Đây họ có cái cho mình xem. Cái này là cái chỗ họ đứng họ chờ này. Còn vịt là họ lùa từ bên trong họ lùa ra. Đó là nước hồ từ trong kia đi vào đây. Cái lỗ mình có thể nhìn ra ngoài. Mà thì các bạn có thể thấy ở ngoài này là cái chỗ để họ dẫn vịt họ lùa vào đây. Nếu quý vị thích cái video này, vui lòng subscribe vào cái channel của mình để xem tiếp các cái phim và những cái tip and trick khác. Cảm ơn nhiều nha. Bye bye.